Xin được kính chào quý cô bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước đã đến với kênh Minh Chí TV. Chào cả nhà nha. Thì lời đầu tiên thì chúc cô bác anh chị cả nhà mình luôn mạnh khỏe và bình an ha. Thì hôm nay là tiếp tục cái câu chuyện đời drama liên quan đến cô Nguyễn Phương Hằng ha cô bác anh chị. Thì cái câu chuyện này cô bác anh chị cũng biết rồi ha. Đầu tiên là cô Nguyễn Phương Hằng chủ yếu là vạch trần thần y lăng băm. Tiếp tục sau đó là coi như là có va và chạm cảm và xúc với thần linh, thần y thần linh nằm trong quạt kép luôn cô bác anh chị. Thì mấy ông này mà thần gì ha, nhóm gì coi như là đầu trâu mặt ngựa như thần gì có anh chị à, coi như là ăn trên xương máu đau thương mất mát của đồng bào và của người bệnh người nghèo. Thì có anh chị nghĩ coi các ông, những cái ông này nó còn hơn cái ông Long Tùng Dê nữa, hơn thầy ông cứu nội nữa anh chị. Thầy ông cứu nội là thầy ông cứu nội là coi như là chỉ lừa đảo những cái người mà nhẹ dạ cả tin với mê sáu múi rồi này kia thôi, mê bùng binh bạc bạc này kia thôi à, còn những ông này là lừa, đi lừa những cái người mà nghèo người bệnh hết quá chị à, coi như là lừa ăn trên xương máu của đồng bào miền Trung hết quá chị, sự mất mát đau thương của đồng bào miền Trung xin lúc ngặt chứ không xin lúc nghèo, nhưng mà như vậy đó quá chị, mười mấy tỷ mà ngậm coi như là à, đó giờ mới thấy luôn, có con mà ngậm vô bụng 6-7 tháng sau mà nó ói ra ha. Rồi thì sau đó thì không biết vì cái nguyên nhân và cớ sự gì thì có rất nhiều liệt sư nhà báu các anh chị, xưa ông bà tao nói nhà báu nó láo ăn tiền đó. Thì bây giờ thì em mới thấy sáng mắt ra các anh chị đó. Báo bẩn, nhà báo hai mặt núp lùm mà chờ, trực chờ bà Nguyễn Phương Hằng hở ra là táp, hở ra là táp à, cũng như táp như giống con cá cha của anh chị ha à, cá cha của anh chị biết rồi à, con cá cha là coi như là ở dưới quê miền Tây á, hồi đó đó các anh chị ha, có anh chị biết rồi à, thì cái gì nó xuống nó táp táp rồi có anh chị kia cũng biết rồi ha. Thì lần này coi như là coi bộ táp coi như là rụng táp phỏng phỏng mỏ rồi có anh chị ơi cái ông mà coi như là đức hỉnh này ổng coi như không biết học tập và sống theo coi như là lý tưởng của công anh của ổng, có một công anh cùng tên đó là Nguyễn Đức Hiển đó có anh chị. Cái ông đó thì tranh cử hội đồng nhân dân mặc dù rớt, nhưng mà trước khi mà coi như là tranh cử thì nói những lời rất là hay ha có anh chị, sống lý tưởng chân lý gì đó, nguyên tắc suy đoán vô tội gì đó, đó. Đằng sau coi như là một bản án là số phận một gia đình rồi con người này kia đó, nói nghe rớt nước mắt luôn. Tuy nhiên thì ông Đức Hỉnh này thì khác thôi các anh chị, ổng coi như là ổng lên rồi ổng công kích rồi ổng tấn công người phụ nữ, rồi ổng nói là kết tội là đối tượng bị can này kia, rồi không có cơ sở nào mà ổng nói coi như là cô Nguyễn Phương Hằng là coi như là người cái gì tấn công veo ve đứng sau và chỉ đạo tấn công veo ve có anh chị ha. Rồi đàn em của bà Nguyễn Phương Hằng anh đưa tin đó, đàn em của bà Nguyễn Phương Hằng là tấn công coi như là nhà báu một anh nhà báu mà YouTuber mà bảo bảo gì mà trong cái buổi mà làm việc ra tòa ở thủ dầu một có anh chị xử lý mà các ông tống tiền đó, thì một YouTuber mà cũng đưa lên nhà báu được luôn và tấn công nhà báo, đàn em của bà Hằng tấn công nhà báo, không biết cơ sở nào mà ổng đưa tin như vậy ha. Thì coi như là táp rất là quen của anh chị, kỳ này coi như là em thấy coi như là không xong rồi ha, kỳ này là táp coi như coi bộ coi như là trúng xương, là trúng xương mà phỏng mỏ là của anh chị ơi à, thì chụp phỏng mỏ là coi như là mần luôn chứ sao giờ có anh chị à, mần cá ăn luôn chứ, mà cá đó thì nhiều người ta chê ha, cá đó em cũng không ăn nữa à, cá cha xong á. À, hoặc là cá cha nuôi mà nuôi nuôi công nghiệp á, như cá hú rồi đó có ăn hết quá anh chị, còn cá đó ớn lắm ha. Loại đó cái mấy loại cá đó coi như là chắc em thì gặp em đem bỏ quá ha. Thì cái ông này thì bây giờ của anh chị ơi ha, tin mật không à, tin mật đã bán đứng cái ông này rồi của anh chị ha. Vì sao em nói như vậy ha, thì hôm qua hôm nay mấy hôm nay thì có anh chị biết rồi, liên quan cái vụ việc cái quyết định tạm quản xuất khẩu của bà Nguyễn Phương Hằng á, thì cái quyết định đó thì không biết sao đến giờ này thì chưa có cơ quan chức năng hay báo chí nào lên tiếng để trả lời cho những thắc mắc của người dân, đa số mọi người trên cộng đồng mạng người dân được biết rõ là cái nó là thật hay là giả. Những cái anh đưa tin như bây giờ ảnh cũng teo ri hết rồi ha, mà coi như là nếu mà thật giả thì cũng tèo hết ha, thật giả cũng tèo hết, giả thì cái tuyên truyền văn bản giả à, còn thật thì liên quan đến việc mà uy tín danh dự của bà Nguyễn Phương Hằng là một CEO, thì liên quan đến là những hợp đồng hoặc là hoạt động kinh tế làm ăn này kia đó thì đời má nhìn ra luôn hết quá anh chị à,
Thì anh Đức Hỉnh này thì trước tiên thì cô bác chị biết rồi, hắn ảnh đăng một cái thông tin trên báo của ảnh đó, là nói là công an tỉnh Bình Dương là có quyết định tạm hoãn xuất khẩu đối với bà Nguyễn Phương Hằng ha. Tuy nhiên thì cái tin mặt này không biết là coi như là anh em có còn khăng khít nữa hay không, tình cảm trên tình bạn với tình yêu nữa hay không, mà không biết sao là cái tin mặt đưa thông tin chắc lớt à ha, chắc lớt à, không có. Tại vì một vị coi như là lãnh đạo của công an tỉnh Bình Dương cũng đã lên nói cái thông tin đó là không đúng, không có nha các anh chị. Chính báo chí cũng đưa tin đó, báo báo khác, báo công an đưa tin, thì người ta đưa tin là có người thật việc thật, có tên có chức vụ đàng hoàng nha các anh chị, chứ không phải như anh Hỉnh là một nguồn tin riêng, tin mặt vậy là đi đi đêm hả? Tin riêng là sao, tin mặt hả? Những thông tin liên quan đến quyền lợi và lợi ích cá nhân cần phải được dẫn chứng cụ thể rõ ràng nguồn tin này từ lâu và ai cung cấp để liên quan vấn đề và chịu trách nhiệm đó. Tại vì hiện nay bà Nguyễn Phương Hằng chưa bị một cơ quan chức năng nào có những văn bản xử lý như thế nào, hoặc là khi nào mà có tòa án người ta kết luận thì một người đó mới chính thức có tội của anh chị ha. Đó, còn liên quan nhiều cái nữa, người ta là cái gì là liên công an có quốc tịch ở nước ngoài nữa, mà là một Việt kiều nữa, quốc tịch Canada, là quốc tịch như có quốc tịch đạo Sip nữa, đâu phải đơn giản đâu. Nên là vấn đề mà anh Hỉnh này không biết là có bị tin mật bán đứng hay không, thì lần đầu tiên thì chết lớn, nhưng mà coi như là ảnh lỡ phóng lao thì phải theo lao luôn. Thì ảnh chớp được một cái tin mật tiếp theo là một nguồn tin riêng, có văn bản ở thành phố Hồ Chí Minh đó là tạm hoãn xuất khẩu bà Hằng, thì ảnh hốt luôn, táp luôn. Bây giờ coi như là lỡ rồi, táp luôn, làm luôn, thấy là quất luôn. Cái này là cái thời tới cản không nổi anh quá chị. Thì chiều đó anh cũng lên tiếp một bài nữa, là đính không có đính chính luôn ha, thì nói là công an thành phố Hồ Chí Minh đó, đáng lẽ coi như là đính chính để mà coi như là lấy lại cái danh dự uy tín của công an Bình Dương chứ, tại vì nói Bình Dương không có đó. Nên cái vấn đề này nó hơi bị căng quá anh chị. Và không biết sao thì cái văn bản đó nó có rất là nhiều điểm bất thường, tại văn bản đó là từ ngày hai mấy tháng 2 rồi, từ tháng 2 rồi, cách đây coi như là cũng trên dưới một tháng rồi các anh chị ha, trên dưới một tháng rồi, mà tại sao cái văn bản đó theo như cô Hằng chia sẻ đó là chưa đến tay được bà Hằng. Và cái văn bản đó nếu mà có liền mà xuất hiện ra rồi á, thì tại sao tin mật của Đức Hỉnh là coi như không cung cấp tài liệu mới ra ha? Cái văn bản đó thì cô anh chị kể từ ngày mà tạm hoãn xuất khẩu á, là phải đưa cho cái người mà bị tạm hoãn xuất khẩu đó biết trước được, chứ không phải đưa tới tới ngày là đưa đâu cô anh chị. Không thể mình có nghĩ không thể nào mà bên cơ quan chức năng công an thành phố Hồ Chí Minh mà lại coi như là ra văn bản rồi mà không gửi được. Đây là có cái văn bản mà nó có nhiều điểm bất thường, hình ảnh dán thì không có, cô anh chị là nghĩ coi một văn bản liên quan đến tạm hoãn xuất khẩu mà hình ảnh không có rất là quan trọng, trong đó cái hình là quan trọng nhất, thông tin tới tên, thông tin cá nhân, tại vì nhiều người có cho thể cho trùng tên, có anh chị, nên cái vấn đề này thì như anh Hỉnh người này táp một cú quá mạng rồi ha. Đây thì mới đây thì có một cái thông tin, mà cái thông tin mà liên quan đến tạm hoãn xuất khẩu, cái quyết định nó có thật hay không, thì mấy hôm nay một thông tin mà coi như là như nó có sự bí ẩn, hơi bị bí ẩn ly kỳ hấp dẫn á, là coi như thông tin này có thể là chiều nay khoảng 2 giờ là cô Nguyễn Hằng không biết là cái live stream có công bố hay không ha, chiều nay 2 giờ cô Nguyễn Hằng công bố. Nhưng mà mới đây thì trên trang cảnh sát hình sự, đây một cái trang không biết là cái trang thật hay trang giả, nhưng mình nghĩ là những cái trang như này nếu mà giả thì bên an ninh mạng họ chắc dập sập hết, không thể nào mà lấy thông tin lấy một cái trang tin như vậy mà đưa lên, không được, không được giả giả trang thông tin của những cơ quan chức năng. Mà an ninh mạng Việt Nam rất là giỏi của anh chị, nên chắc cũng khó, nên quan điểm của em là như thông tin thế này nè, của anh chị hơi căng về thông tin này thì nó trùng 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 với cái quan điểm của em ha ha ha. Đây, hơi mờ ha. Đây, cụ thể là thông tin như sau. Cục xuất nhập cảnh, chúng tôi chưa nhận được công văn tạm hoãn xuất nhập khẩu đối với bà Hằng, hàng của anh chị. Thì không biết cái tin này có thật hay không, thấy nó rất là bí ẩn, rất là hấp dẫn của anh chị ha. Tới công chuyện rồi, kỳ này là lấy văn bản
Nếu mà thật như vậy thì coi như văn bản, nếu bạn văn bản dởm để mà đưa lên tấn công để hạ thấp uy tín danh dự của người ta thì mệt lắm nha. Người bình thường thì đỡ đỡ, chứ cỡ bà Hằng thì nó nhiều cái liên quan đó, quy ra bồi thường chắc cũng bán nhà bán cửa chắc không đủ ha. Thì không biết như thế nào thì chúng ta hóng chờ thêm thông tin này. Và em thấy cái việc mà tin mật tin miết gì đó của anh Đức Hỉnh đó bán đứng ảnh thì thấy nó càng ngày càng lộ rõ của bác anh chị. Chúng ta biết rồi ha, động thái những tín hiệu từ trung ương đã có ha, các anh chị đã có ha, không phải tự nhiên là coi như là ra quyết định rà soát chấn chỉnh báo chí này kia đâu ha. Cô Nguyễn Phương Hằng cũng hé lộ rồi ha, một giấc mơ là bức tâm thư của cô đã đến với bác Trọng rồi ha. Và vừa rồi chúng ta thấy là bác Trọng đã họp cán bộ chủ chốt ha, và cái việc mà vào cuộc chấn chỉnh rà soát để xử lý báo chí đó là Bộ Thông tin và Truyền thông nhận chỉ đạo từ lãnh đạo ha, lãnh đạo chủ chốt ha, lãnh đạo cấp cao ha các anh chị. Rồi chúng ta chờ xem như thế nào nha. Các anh chị có ý kiến gì về luận trên thì cho một bình luận, một like để cho tăng đề xuất tương tác video. Và ai chưa đăng ký kênh ủng hộ em. Một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Bye bye.